nha. Rồi, xây giấc mộng ban đầu yêu người thờ mới đôi mươi anh đang đồ chẳng cho ai dạ, nặng quá à da dạ, coi mày hồi nách trời ơi hồi nách dạ bà hửi nách chưa thôi trời đâu thiện thằng rồi vậy? Đây rồi giờ làm sao vậy cái anh cái anh qua nhớ tặng cho cái máy vào chức không biết không sao? Anh nói là anh gửi cho chức 500.000 cho chức uống nước ngọt. Uống không? Cô uống không? Cô uống luôn hả? Cô uống luôn hả? Hôm qua tao mới tặng cho cái máy đo đường uống nước ngọt luôn. Cắt quạt chi hầm. Ù quá à. Rồi giờ sao cô uống không? Hay uống nước suối? Uống nước suối mới cho chứ uống nước ngọt là không có cho. Uống nước muối uống được chứ. Uống sao? Uống gì? Uống nước ăn cơm. Cái gì? Ăn cơm. Thôi nói chứ cái anh John Lee á, ảnh gửi cho chức 500. Đó là để cho chức ăn uống, hiểu không? Chứ không phải là lấy tiền này để uống nước ngọt nha. Nha. Rồi cầm tiền. Cảm ơn anh John Lee. Anh cảm ơn anh John Lee. Ờ, đã cho em 500 ngàn. Đã cho em 500 ngàn, biến luôn mẹ dạ. Đi. Trời ơi. Vậy. Trời ơi, ai, vậy là lấy lại nha. Nha. Gì vậy? Dạ? Cảm ơn thằng đàng hoàng. Cảm ơn anh Sơ Ly. Ừ. Tối nay anh đi sinh nhật của anh Quang Cùng. Trời ơi, bà có đi không? Đi. Đi không? Đi. Thôi bà đi rồi người ta nói tôi làm sao? Ai nói? Nói là mà bà tự giác hay là bà tôi rủ bà đi. Tự giác. Tự giác nha. Mọi người thấy nha, tự giác nha mọi người. Chứ em không có rủ nha, đừng ai chửi em hết trơn nha. Rồi em cũng thay mặt anh Sơ Ly là em gửi cho anh Hưng. Trời ơi, anh có tiền luôn. Có. Cảm ơn anh. Gửi anh John Lee nha. Anh gửi cho anh Hưng á là 200 để đổ xăng ở uống cà phê. Em cảm ơn anh John Lee rất là nhiều. Đó, anh John Lee anh gửi nha. Đó, gửi cho anh Hưng nha mọi người. Hello mọi người. Đó, đây em gửi cho anh Hưng. Đó, kênh của LGBT. Cảm ơn Loto em, cảm LGBT. Ơn đó. John Lee nha, rồi. Có 200 rồi, mừng quá. Rồi, đây em gửi cho kênh của Lâm Avan 200 nha. Rồi, em gửi anh John Lee nha. Anh John Lee, em gửi nha, anh John Lee đây, 4 tờ, 4 tờ. Đó, em có anh John Lee nha. Đó, cái này là em gửi hết rồi cho mọi người nha. Còn thiếu hai người nữa, nhưng mà chút xíu em sẽ gửi. Tại vợ đang bận quá. Để em xíu đi, làm xong đi em gửi. Ai? Rồi, bây giờ này, chức nè, cảm ơn lại anh Tiến đi. Cảm ơn anh Sa Lì. Anh John Lee. John Lee. Đã cho em 500. Giờ biến. Ăn uống. Để cho 500 uống nước ngọt. Rồi. Trời ơi. Uống nước mưa. Uống nước suối. Ừ, rồi. Thì à, nó vô một rồi. Câu tiếng Thái rồi. Cạch tha lại la đó. Biến luôn đi. Trời ơi. Bà đuổi ai vậy? Cạch tha lại la mở quạt đi. Rồi, mở quạt đúng cho rồi. Chất. Rồi, mở quạt cho chức nha, rồi chức, nha. Chức, lấy 500 đó cắn kẹo đi chức. Trời ơi, kẹo ngon lắm chức. Cắn kẹo không? Ăn sô la không? Ăn không? Ai cho bà ăn đâu rồi đồ ăn? Sao bà đi vô đây, bà ngủ nãy giờ vậy, bà không đi giao tiếp khách gì trơn vậy? Mở quạt đi, mệt lắm. Sao vậy? Đừng nói đường. Có uống thuốc không? Chú ra ngoài kêu cua cho bà ăn nha. Nha. Có cua luôn cắn hả? Được không? Cua rang me ngon lắm. Cắn được không? Kêu cua đá cho bà ăn đó nha. Ăn luôn hả? Mở quạt đi. Trời ơi. Họ thích món gì? Thích món gì? Nè vô kìa. Đó. Giờ thích món gì quan nó ra. Vô đây chị về mấy ông nội. Trời ơi. Đây nè. Dắt vô đây cho. Đi trong đó mà. Đi không? Đi đâu? Đãi. Xúc bình xăng hả? Trời ơi mặt à. Ơi. Rồi, chải tóc lại rồi, chút nữa có thay đồ không? Không, mặc vậy cổi cuồng da. Đâu? Bikini ê, đâu? Quá quan tặng chơi vậy quan. Đâu? Đâu quả tôi đâu? Hải quần clip bỏ đâu? Nhà. Đâu? Hải quần đâu? Bỏ nhà rồi. Sao bà nói bà tặng quà mà hôm qua bà không tặng, hôm nay bà cũng không đem là sao? Mở quạt đi, không đem hỏi ăn ngủ đây. Rồi, vậy chút nữa bà ngủ đừng ai kêu quá trơn nha. Cho bà ngủ đây luôn. Chú bà ăn gì? Gì cũng ăn. Gì cũng ăn cái trơn hả? Mở quạt đi, nấu ăn cái gì? Thích ăn gì nhất? Cua dăm me. Trời ơi. Ăn gì nữa? Ăn sớm đi chứ. Ăn gì? Ăn sầu riêng không? Hả?
ăn năn sám hối đi vừa đó. Nhắc trái sầu riêng đủ quá ba sợ sao? Quá mà ăn cục vừa sao hả? Mới đây bú sầu riêng mất hai mũi. Đáng cười. Ờ bà ơi, để bà không ăn ta ăn rồi. Kìa. Ra vậy? Anh biết chú Tâm kêu quá. Rồi. 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 Cảm ơn mọi người nha. Đó, cảm ơn anh Soli nha đã gửi 500 ngàn cho dì chức nha mọi người. Đó. Đó gửi cho dì chức để dì chức có tiền để ăn uống nè, uống nước ngọt nhiều nhiều để lấy máy đo đường đó đo đo xong rồi lấy thuốc đó, uống cho nó hạ đường. Xong rồi ăn lên con mắt. Rồi bắt đầu cái là đuôi đi ăn xin cái nuôi tụi tôi, đúng không? Cái câu rửa miệng của bà đó. Nói chứ anh Soli ơi, em nói với chức rồi, không có cho chức ăn nước đồ ngọt nữa đâu nha. Đó, gửi cho chức tiền để chức ăn uống nè, đó, uống nước, rồi uống thuốc nha mọi người. 500 để cho ca mua cho quý của mở quạt đi anh. Trời ơi, cái này người ta mua thì mua thôi, người ta kêu mua mà. Đó, rồi cảm ơn nha, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn đi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Đó, bye bye mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Để chút xíu nữa em còn gửi cho hai người nữa nha. Chút nữa có gì em quay tiếp nha mọi người. Đang rồi, bận quá. Chờ tiếp theo nha. Rồi, đợi em chút xíu nha.